Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với CCA Channel và mình là Andy. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em tham gia vào một cái sự kiện độc quyền, một cái kèo tiền tươi đến từ sàn giao dịch WebC. Chúng ta sẽ cùng ăn chia cái pool giải thưởng là 20.000 cái đồng token WBS là đồng coin sàn của sàn WebC, tương đương với tổng giải thưởng là 5.100 đô. Và những anh em nào mà đăng ký qua cái đường link của CCA thì các bạn sẽ nhận được tối đa phần thưởng mỗi người là 20 cái đồng token WBS. Ngoài ra thì khi mà anh em tham gia cái sự kiện mặc định của sàn ấy thì anh em chúng ta cũng có thể là nhận được thêm phần thưởng. Đó là 100 cái đồng token WBS và một cái thẻ web card. Cái thẻ web card này thì anh em sẽ có thể mở ra được các cái phần thưởng như là phần thưởng tiền tươi USDT hoặc là phần thưởng token WBS. Ok, thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em tham gia chi tiết. Đầu tiên thì nói qua một chút về cái nền tảng sàn giao dịch WebC. Thì đây là một cái nền tảng giao dịch sàn, gọi là sàn tập trung. Đấy, và sàn này thì nó cũng hướng tới là sẽ phi tập trung, sẽ mở thêm các cái tính năng về Web3. Hiện tại thì sàn này thì mình thấy là cũng có đầy đủ các cái tính năng giao dịch, một cái sàn giao dịch cũng khá là mới. Và chúng ta sẽ có một cái sự kiện độc quyền với cộng đồng CCA, thì anh em chúng ta có thể đọc qua cái sự kiện này đây. Về thời gian diễn ra sự kiện thì sẽ từ ngày 19 tháng 10 cho đến ngày 26 tháng 10. Và phần thưởng thì chúng ta sẽ nhận được là 10 đồng token WBS khi mà các bạn nạp tối thiểu lần đầu là 20 đô. Và khi mà các bạn giao dịch spot ở trên 100 đô với cái cặp giao dịch là cái đồng CELR thì các bạn sẽ nhận được thêm là 10 cái đồng token. Thì bước đầu tiên là anh em chúng ta sẽ cần phải đăng ký ở cái tài khoản sàn WebC qua cái đường link mình để phía dưới phần mô tả. Ở đây thì anh em sẽ có thể đăng ký bằng hai cách, đó là bằng số điện thoại. Số điện thoại thì anh em chọn cho mình ở đây là Việt Nam nhé. Anh em lướt xuống ở cái phần phía dưới cùng và chúng ta sẽ chọn vào Việt Nam. Đấy, sau đó các bạn nhập số điện thoại vào. Và cách thứ hai là chúng ta sẽ đăng ký bằng email. Đấy, thì sau khi mà các bạn nhập xong ấy thì sẽ có một cái mã code được gửi về cái tài khoản email hoặc là gửi về số điện thoại của các bạn. Đấy, thì sau đó thì chúng ta sẽ nhập cái mã OTP vào để chúng ta tiến hành tạo tài khoản. Sau khi anh em tạo tài khoản xong thì chúng ta sẽ tiến hành đăng nhập vào cái tài khoản sàn WebC. Thì đây chính là cái giao diện chính. Và một cái điểm đặc biệt là trong cái sự kiện này thì anh em chúng ta không cần KYC, các bạn vẫn có thể nhận được phần thưởng cũng như là nạp rút tiền bình thường. Thì cái kèo WebC này thì lúc trước thì mình cũng đã có share cho anh em ở trong một cái kèo dành cho người dùng mới. Đấy, thì kèo này thì chúng ta cũng đã kiếm được khá là nhiều. Đấy, khi mà mỗi người lãi được đâu đó khoảng 30 đô. Đấy, khoảng 35 đô ở trong một kèo này. Đấy, và cũng rất nhiều anh em cheat rồi ăn được kèo này. Nhưng mà hiện nay thì kèo này nó đã tăng cái điều kiện lên rồi. Và bây giờ thì nó khó hơn. Đấy, và chúng ta cũng không có thể cheat được nữa khi mà sàn nó làm chặt hơn. Đấy, nên là chúng ta không cheat được nhiều nữa. Còn kèo này thì những anh em nào mà hôm trước các bạn cập nhật ở trong channel thì các bạn cũng đã có thể là tham gia và ăn được cái kèo trước đó. Rồi thì ở đây thì chúng ta sẽ tiến hành là nạp tiền vào cái tài khoản sàn WebC. Đấy, thì ở đây thì anh em sẽ vào ở cái mục phần fund nhé. Sau đó các bạn sẽ vào cái phần là Sport Account. Ở phần Sport Account này thì các bạn sẽ chúng ta sẽ chọn vào phần Deposit để chúng ta có thể chọn và nạp tiền. Thì đây anh em nạp USDT nhé. Các bạn có thể nạp qua bốn cái mạng lưới, đó là ERC20, TRC20, BEP20 và là Polygon. Thì mình thấy hai cái mạng mà có cái phí rẻ nhất hiện tại đó là BEP20 và Polygon. Thì phí đâu đó nó từ 0.1 cho tới 0.3 đô. Thì anh em có thể chuyển từ ở trên cái ví của chúng ta qua. Hoặc là các bạn cũng có thể là chuyển từ ở trên các cái sàn giao dịch khác như là ở bên Binance, ở bên MXC, ở bên Bybit qua. Và ở đây thì ví dụ như mình chọn BEP20 thì nó sẽ cho chúng ta cái địa chỉ ví BEP20. Thì các bạn sẽ copy cái địa chỉ ví này và qua các cái sàn khác các bạn nạp qua nhé. Và ở đây thì min tối thiểu min nạp ấy là 1 đô. Nhưng mà ở cái kèo này ấy, thì nó sẽ yêu cầu của chúng ta là nạp tối thiểu là 20 đô. Và mình sẽ hướng dẫn thêm cho anh em làm kép một cái sự kiện. Thì các bạn sẽ vào ở cái phần Task Center này. Thì đây là một số các cái sự kiện dành cho người dùng mới và nó sẽ cập nhật ở đây. Hiện tại thì các bạn sẽ thấy ở đây sẽ có một cái phần thưởng là phần thưởng Deposit Rewards. Thì chúng ta nạp tối thiểu là 100 đô thì các bạn sẽ nhận được một cái phần thưởng là cái web card.
Cái web card này thì các bạn sẽ có thể mở ra được phần thưởng là token WBS với cái số lượng ngẫu nhiên USDT hoặc là phần thưởng trading. Đấy, thì khi mà anh em nạp vào 100 đô thì các bạn sẽ nhận được cái phần thưởng này luôn nhé. Nên là ví dụ như nếu như anh em muốn tham gia kép thì các bạn nên nạp vào lần đầu 100 đô luôn. Đấy, thì các bạn sẽ chuyển qua cái địa chỉ ví của chúng ta nạp ở đây là 100 đô để các bạn nhận cả hai cái sự kiện. Rồi, tiếp theo là chúng ta sau khi mà các bạn đã nạp tiền vào ở trong tài khoản rồi ấy, thì anh em sẽ tiến hành là làm bước thứ hai, đó chúng ta sẽ giao dịch spot 100 đô với cái cặp là CLR. Đấy, thì các bạn sẽ vào lại cái tài khoản sàn này. Ở đây các bạn sẽ vào cho mình phần exchange, sau đó các bạn vào phần spot. Con này thì hỗ trợ đầy đủ, khá là đầy đủ các cái tính năng giao dịch như là spot, future, margin. Đấy, thì đây chính là cái giao diện trade chính của nó nha. Thì anh em sẽ có thể là chọn vào spot rồi này, sau đó chúng ta sẽ chọn cái cặp giao dịch được chỉ định, đó là cái đồng là CL. Đây nhá, cặp CLR này. Đấy, thì các bạn sẽ tiến hành chúng ta trading ở trong cái cặp này nhá. Thì anh em cứ mua đi bán lại. Anh em vào đây chúng ta có thể là mua đi bán lại. Đây là cái chart của con này. Đấy, thì anh em sẽ thấy có cái lệnh ở phía dưới đây. Thì anh em có thể đặt cái lệnh market. Đấy, thì nó sẽ khớp lệnh luôn cho anh em. Ví dụ như các bạn nạp vào 20 đô thì các bạn chỉ cần mua đi. Đấy, sau đó các bạn bán lại, mua đi bán lại khoảng 5 lần. Đấy, thì chúng ta sẽ đạt đủ cái volume là 100. Cái volume spot ấy thì nó sẽ bằng là khối lượng mua cộng với khối lượng bán. Ví dụ các bạn mua 20 đô, sau đó các bạn bán ra thì tổng khối lượng của chúng ta sẽ là 20 cộng 20 thì bằng 40 đô. Đấy, tương tự như vậy thì anh em chúng ta cũng có thể đặt lệnh limit để nó khớp với cái giá chỉ định của chúng ta. Còn với cái phần market ấy, thì nó sẽ khớp luôn tại cái giá thị trường. Đấy, và ở đây thì có cái phần là SL và stop loss. Thì cái này thì các bạn cũng có thể đặt được cái phần là chúng ta sẽ đặt cái mức lợi nhuận kỳ vọng hoặc là cái mức mà nó sẽ cắt lỗ, tự động cắt lỗ cho các bạn. Đấy, nói chung là sàn này thì mình test qua rồi thì cũng thấy nó khá là mượt và đầy đủ các tính năng cơ bản. Hiện tại thì nó chỉ có nhìn giao diện của nó khá là đơn giản nhá, nên là chúng ta cũng có thể dễ dàng tham gia ở trong cái kèo này. Rồi, ngoài ra thì ở đây thì có một cái phần nữa, cũng là ở cái phần ở trong cái phần là Task Center. Tuy nhiên cái phần này thì nó khó hơn và có thể là cái phần thưởng nó sẽ khó để chúng ta nhận hơn. Khi mà các bạn đủ cái transaction fee, tức là cái phí giao dịch của chúng ta là 28 đô, thì các bạn sẽ nhận được là 100 cái đồng token WBS. Đấy, thì cái đồng WBS này ấy, thì nó sẽ là cái đồng coin sàn của sàn WebC. Tuy nhiên thì cái điều kiện là transaction fee, tức là khi mà các bạn giao dịch, cái phí tổng cộng của chúng ta là mất 28 đô thì các bạn mới có thể là claim được cái phần thưởng ở đây. Và mình thấy là cái này, cái phần mục điều kiện này á, thì lúc trước cái thời điểm mà mình share kèo này cho anh em vào ngày 9 tháng 10 ấy, đây thì cái phần này nó chỉ đâu đó khoảng 10 đô phi thôi. Tức là lúc này anh em làm ấy, chúng ta đang lãi mỗi ạc là khoảng 30 mấy đô đấy. Đấy, nhưng mà đến thời điểm hiện tại ấy, thì nó không lãi nữa nha. Nếu như mà anh em làm cái này xem như là cái phần mà chúng ta trade để các bạn không mất phí thôi. Chúng ta trade xem như là chúng ta trade không mất phí thôi. Đấy, còn chúng ta không lãi nữa bởi vì cái transaction fee 28 đô và chúng ta nhận được là 100 cái đồng WBS, thì chúng ta có thể tính theo cái giá của WBS ở thời điểm hiện tại này. Các bạn có thể là giao dịch cái đồng này ở trên sàn luôn nhé. Thì mỗi đồng WBS hiện tại thì đang có giá là 0.2282. Đó, thì nó sẽ tương đương đâu đó là 28 đô luôn. Tức là các bạn thấy này, với cái fee này thì các bạn gần như là hủy vốn luôn nhé. Đấy, cái này thì xem như là chúng ta, nếu như các bạn trade đủ ấy, thì xem như là các bạn trade không mất phí thôi. Còn nữa thì bây giờ mình thấy là giá nó đang huề với cả cái mục này rồi. Đấy, tuy nhiên thì cái này thì anh em chúng ta nào, anh em nào mà muốn tham gia thì các bạn cũng có thể là tham gia ở đây. Còn cái phần trên này là cái phần điểm danh hàng ngày nhá. Thì cứ mỗi 3 ngày thì các bạn sẽ nhận được một cái phần thưởng nếu như mà chúng ta vào đây chúng ta điểm danh này. Đấy, còn cái đồng, về cái đồng token WBS này ấy, thì mình thấy là cái chart của nó thì cũng đang có cái mức hỗ trợ khá là cứng. Và đây là cái đồng coin sàn của sàn WebC, nó cũng vừa được ra mắt ở trong cái thời gian gần đây thôi, nghĩa là khả năng là vẫn sẽ được đẩy tiếp ở trong cái thời gian tới nha.
con này thì hiện tại sau này khi mà cái phần thưởng sự kiện trả ấy, thì anh em chúng ta có thể là vào ở trên sàn. Các bạn bán luôn ở trên sàn, sau đó chúng ta rút tiền ra được nhé. Thì ở đây ấy, cái fee rút ở đây thì cái fee rút thì các bạn có thể vào ở trong cái mục phần spot này. Đây các bạn có thể vào cái mục là withdraw. Nó sẽ yêu cầu các bạn là chúng ta sẽ cần phải thêm một số các cái thông tin như là tài khoản Google Authenticator này. Đấy, rồi là cái số điện thoại của chúng ta để có thể rút được tiền nhá. Đấy, thì các bạn sẽ set và thêm cho mình cái này vào. Còn chúng ta không cần KYC nhá. Đấy, các bạn set và thêm cho mình cái này vào. Đấy, còn đối với cái sự kiện độc quyền ở bên CCA ấy, thì anh em không cần phải KYC. Tuy nhiên đối với cái sự kiện riêng của sàn là nhận 100 token WBS và cái web card này thì các bạn sẽ cần phải KYC level 1 nha các bạn. Đấy, nên là chúng ta là ai mà muốn tham gia sự kiện thêm ở bên sàn ấy thì các bạn có thể là KYC nhá. KYC sàn này thì nó cũng rất là đơn giản thôi, anh em chỉ cần chụp thông tin lên, nó sẽ duyệt cho chúng ta trong vòng khoảng vài phút. Thì anh em lưu ý với cái số điện thoại nhé. Thì khi mà anh em liên kết số điện thoại ấy, thì các bạn chọn quốc gia, sau đó các bạn nhập số điện thoại. Tuy nhiên là anh em nhập số điện thoại thì các bạn đừng nhập cái số 0 ở phía trước nha. Đấy, thì nó mới gửi cái mã code về cho chúng ta. Tiếp theo là anh em sẽ set cái password. Cái này thì lúc anh em rút tiền thì sẽ cần nhé, nên là các bạn có thể set một cái mã bất kỳ của chúng ta. Rồi, thì sau khi chúng ta set điện thoại xong và set cái password xong, password fund xong ấy, thì các bạn sẽ có thể là mở được cái tính năng rút tiền. Thì đây, ví dụ như chúng ta muốn rút đồng USDT chẳng hạn nhé. Đây, thì chúng ta sẽ chọn vào USDT này. Ở đây thì nó cũng sẽ hỗ trợ cho chúng ta 4 cái mạng để mình xem thử là cái phí nó sẽ hết khoảng bao nhiêu. Với BEP20 thì phí sẽ là 0,8 đô. Với Polygon là 0,95 đô, gần 1 đô. TRC20 là 1 đô và ERC20 là 4,7 đô. Thì nói chung là BEP20 là rẻ nhất và là 0,8 đô nha các bạn. Đấy, thì đấy là cái phí rút ở trên cái sàn này. Thì sau khi mà anh em hoàn thành xong sự kiện thì sau khoảng 5 ngày kể từ thời điểm kết thúc sự kiện ấy, thì phần thưởng nó sẽ được trả về ví cho các bạn. Và lúc này thì anh em chúng ta có thể vào và anh em bán cái đồng WBS để các bạn thu về USDT và các bạn rút về ví hoặc là rút về sàn của các bạn. Đấy, kèo này thì anh em cũng có thể hold hoặc là có thể bán tùy anh em, sau khi nhận được thì tùy các bạn quyết định thôi. Còn một số anh em hỏi mình là kèo này thì có cheat được không thì mình cũng không chắc nha, bởi vì lúc trước thì cái đợt trước ấy thì rất nhiều người cheat được, nhưng mà sau đó thì anh em cũng bị ban ạc rất là nhiều. Đấy, nên là mình cũng không khuyến khích anh em là cheat ở trong kèo này nếu như các bạn không có kinh nghiệm. Đấy, nếu như mà anh em đã từng làm một số sàn mà bị ban nhiều ấy thì có thể là các bạn cheat chưa đúng cách, thì có thể là sàn này nó cũng sẽ khóa ạc của anh em, nên là tốt nhất là các bạn chỉ nên làm một ạc thôi. Còn những anh em nào mà có kinh nghiệm cheat ăn nhiều rồi ấy thì thôi, các bạn có thể thử test ở trong kèo này cũng được nhá. Rồi, và video hướng dẫn của mình thì kết thúc ở đây. Nếu như các bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.